Em xin chào mừng các bác đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Hà Giảm Cân, nơi chia sẻ những kiến thức về giảm cân và sống khỏe. Video hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác câu chuyện sống thọ của một vị nữ bác sĩ người Trung Quốc có tên là Chen Tông Jun. Bà là một bác sĩ y học cổ truyền, sinh năm 1921 và tính đến thời điểm hiện tại thì bà đã ngoài 100 tuổi, chính xác là 103 tuổi. Hiện tại thì bà vẫn sống rất là khỏe mạnh, minh mẫn và tràn đầy sức sống. Bà còn thường xuyên tham gia các cái chương trình sống khỏe để chia sẻ đến mọi người bí quyết làm thế nào để có được một cơ thể khỏe mạnh khi đã ngoài 100 tuổi. Cái tuổi mà hầu hết chúng ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vậy thì sau đây các bác hãy cùng em đến với bí quyết 3 không ăn, 4 không làm của vị nữ bác sĩ sống thọ nhất Trung Quốc hiện nay các bác nhỉ. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau đến với bí quyết 3 không ăn của cụ Chen. Thì thứ đầu tiên bà Chen không bao giờ ăn đấy chính là các loại đồ ăn lạnh. Bà có chia sẻ rằng các loại nước lạnh không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho cơ thể, ngoại trừ việc là giải khát trong những ngày hè nóng nực. Đối với người cao tuổi thì việc hạn chế các cái loại đồ ăn lạnh, nước uống lạnh, rồi các cái loại đồ uống mà có chứa nhiều đá là hết sức quan trọng. Bởi vì việc tiêu thụ các cái loại đồ lạnh sẽ đem lại rất là nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho cơ thể, bao gồm gây rối loạn tiêu hóa, suy giảm chức năng hệ miễn dịch, rồi chúng còn gây co thắt mạch máu, gây cản trở đến cái việc lưu thông máu, rất dễ gây ra các cái biến chứng nguy hiểm cho tim mạch. Ngoài ra, việc tiêu thụ các cái loại đồ lạnh còn khiến cho chúng ta sức khỏe răng miệng bị đi xuống và chúng ta sẽ thường xuyên là bị các vấn đề ho, đau rát họng. Nên là người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe thì mình cần phải hạn chế tối đa các cái loại đồ ăn, đồ uống mà lạnh các bạn nhỉ. Tiếp đến cái thứ hai cụ Chen không bao giờ ăn đấy chính là đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Thông thường văn hóa ẩm thực Trung Hoa các cái món ăn sẽ chứa nhiều dầu mỡ. Thế nhưng bà Chen có chia sẻ rằng bà không bao giờ động đến các cái loại đồ ăn nào mà có nhiều dầu mỡ. Bà thường ăn các cái loại đồ ăn nhẹ nhàng, ví dụ như là cháo ngũ cốc, rau xanh, hoa quả, trái cây ít đường. Và mặc dù là thường xuyên tham gia các cái chương trình sự kiện, thế nhưng bất kỳ khi nào được mời tiệc tùng hay là ăn uống thì bà đều thẳng thừng từ chối và không tham gia. Bà có một cái chia sẻ rất là hay, đấy là mọi người thì thường là bỏ nhiều tiền mua các cái loại mỹ phẩm đắt tiền để đắp lên mặt, còn bà thì bà mua các loại mỹ phẩm rẻ tiền và bà cho vào trong bụng. Đấy là các cái loại món ăn, các cái loại đồ ăn, thức uống hàng ngày không chỉ giúp cho bà có sức khỏe tốt mà còn giúp cho bà có làn da tươi trẻ, mịn màng, ít nếp nhăn. Thì đấy là cái thứ hai bà Chen không bao giờ ăn. Tiếp đến cái thứ ba bà Chen không ăn, đấy chính là đồ ăn cay nóng. Đây cũng là một cái thói quen ăn uống đi ngược lại với số đông người dân Trung Quốc. Bởi vì ta thường biết là các cái món ăn Trung Hoa thì thông thường là sẽ rất cay, sẽ chứa nhiều những cái loại ớt. Mặc dù là các cái loại ớt tươi thì chúng có chứa cái hoạt chất capsaicin giúp là kích thích lưu thông máu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Thế nhưng các cái loại ớt chưng hay là những cái loại dầu ớt thì chúng lại có những cái thành phần không lành mạnh cho sức khỏe. Mà đây lại là những cái loại gia vị thường xuyên được nêm nếm trong các cái món ăn Trung Hoa. Đó là lý do vì sao cụ Chen không bao giờ động đến các cái loại đồ ăn cay nóng. Thì đó là ba không ăn, bí quyết ba không ăn của cụ Chen. Tiếp đến ta đến với bí quyết 4 không làm. Thì cái đầu tiên cụ Chen không làm đấy chính là tập thể dục quá nhiều. Thông thường chúng ta thường nghĩ rằng là muốn có được cơ thể khỏe mạnh, muốn có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao thì mình cần phải tập thể dục thể thao nhiều. Thế nhưng cụ Chen lại chia sẻ rằng việc tập luyện thể dục thể thao cũng giống như việc ăn uống vậy, nhiều quá đều sẽ trở thành không tốt. Trung bình một ngày cụ Chen chỉ đi bộ khoảng 3.000 bước chân sau bữa ăn tối mà thôi. Và cụ có một cái bí quyết tập luyện thể dục thể thao rất là hay, đấy chính là đi bộ nhón gót chân, tức là mình đi bộ bằng mũi chân đấy các bác. Cụ Chen có chia sẻ rằng đi bộ thể dục đã tốt rồi, đi bộ nhón gót chân còn đem lại nhiều lợi ích tích cực hơn rất là nhiều. Việc đi bộ nhón gót chân vừa giúp cải thiện lưu thông máu, giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt hơn, đồng thời giúp giảm những cái vấn đề đau lưng, còng lưng ở người cao tuổi rất là tốt. Nên là các bác có thể tham khảo việc đi bộ nhón gót chân. Hoặc là khi mà chúng ta đang ngồi hoặc là mình đứng tại chỗ thì mình cũng có thể tập các cái bài tập nhón gót chân, cũng đem lại rất là nhiều những cái lợi ích tích cực, cải thiện cái vấn đề lưu thông máu ở chân rất là tốt các bạn nhỉ.
Tiếp đến cái không thứ hai của cụ Chen, đấy là cụ không bao giờ tắm nước lạnh. Việc tắm nước lạnh cũng giống như là việc ăn đồ lạnh vậy, sẽ đem lại rất là nhiều ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của người cao tuổi. Nhất là khi chúng ta gội đầu bằng nước lạnh sẽ rất dễ gây ra các cái vấn đề đau đầu và thiếu máu não. Nên là các bác khi mà mình đã có tuổi nên lưu ý không nên tắm nước lạnh các bạn nhở. Tiếp đến cái không thứ ba của cụ Chen, đấy chính là không đi ngủ muộn. Chúng ta đều biết tác hại của việc thức khuya ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể và sức khỏe. Khi mà chúng ta đã có tuổi, các bác cần hết sức lưu ý, mình không nên thức khuya. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những người mà sống thọ trên 70 tuổi, trên 80 tuổi thì thường họ đều đi ngủ rất là sớm. Nên đây là một trong những bí quyết giúp bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ nhất định chúng ta phải thực hiện các bạn nhỉ. Tiếp đến cái không thứ tư của cụ Chen, đấy chính là không lo âu quá nhiều. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với cụ Chen thì đều thấy cụ rất là thân thiện, hòa đồng và luôn luôn tích cực. Và đây cũng là một trong những bí quyết sống thọ của rất là nhiều các bậc cao niên. Việc giữ cho mình một trái tim ấm áp, một tinh thần tươi vui và một bộ óc hài hước chính là một trong những bước quan trọng để giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ. Trong các cái chương trình sống khỏe, cụ Chen thường xuyên chia sẻ rằng để sống khỏe và sống thọ thực ra không hề khó. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì được một cái nề nếp sinh hoạt, một cái lối sống lành mạnh, chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Và cụ còn nhấn mạnh rằng công việc thì rất là quan trọng, thế nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Có sức khỏe thì mới có sức để lao động làm việc, có sức khỏe thì mới có thể tận hưởng được cuộc sống. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không được bạc đãi sức khỏe. Và như vậy em Hà vừa chia sẻ đến các bác những cái bí quyết 3 không ăn, 4 không làm của cụ bà Chen Tông Jun, vị nữ bác sĩ sống thọ nhất Trung Quốc hiện nay. Em Hà cảm ơn các bác đã lắng nghe. Và nếu các bác thấy nội dung trong video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.